Sau 2 ngày diễn ra với tinh thần đoàn kết, trung thực, quyết thắng và khí thế thi đua sôi nổi, hội thao trung đội dân quân cơ động huyện Yên Mô đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đây là địa phương được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức hội thao cho các huyện, thành phố. Hơn 500 cán bộ chiến sĩ của 17 trung đội dân quân cơ động thuộc các xã thị trấn và một trung đội dân quân cơ động của huyện đã tham gia thi đấu các nội dung hội thao duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội, đồng diễn võ thể dục tay không, chiến thuật, ném lựu đạn, chạy vũ trang 3.000m đối với nam, 1.500m đối với nữ và bắn súng tiểu liên AK-71. Qua đánh giá, các đơn vị đã làm tốt công tác tuyển chọn vận động viên, tích cực chủ động tổ chức luyện tập và thi đấu đạt kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về con người và vũ khí trang bị. Đây là cơ sở cho địa phương vận dụng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể lực cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, đồng thời tuyển chọn trung đội có thành tích cao nhất tham gia hội thao cấp tỉnh. Ban tổ chức hội thao đã trao giải toàn đoàn cho các đơn vị, giải nhất cho trung đội dân quân cơ động thị trấn Yên Thịnh, 2 giải nhì cho trung đội dân quân cơ động xã Yên Nhân, xã Yên Đồng, 3 giải ba cho trung đội dân quân cơ động các xã Yên Mạc, Khánh Dương, Yên Thành, trao giải nhất nhì ba cho các tập thể cá nhân ở các nội dung 3 môn quân sự phối hợp, võ thuật và điều lệnh đội ngũ.